Kim Bình Mai, tập 1, hồi 46 Hôm sau nhân tiết nguyên tiêu nghỉ việc công, Tây Môn Khánh Nhàn Hạ, tự mình đứng coi soạn hai quả đựng lễ vật, để biếu kiều ngũ thái thái, một quả đựng lễ vật để biếu kiều đại nương, lễ vật gồm toàn bánh kẹo hoa quả để ăn trong tiết nguyên tiêu. Đại An được sai đem lễ vật đi. Kiều thái thái thưởng cho đại An ba tấm khăn tay và ba tiền, kiều đại nương thưởng cho một sắp lụa xanh. Lại nói về ứng bá tước, khi từ biệt Tây Môn Khánh thì tới nhà Hoàng Tứ. Hoàng Tứ gói 10 lạng bạc tạ ơn và nói. Đại quan nhân cho nợ lại 500 lạng, qua tiết nguyên tiêu này mới phải trả. Nhưng quả thật là bây giờ tôi cũng túng lắm. Bá Tước nói. Coi vậy chứ Huynh cũng còn đầy đủ chán. Đủ gì mà đủ, tôi đang tính mượn thêm. Lý Tam Ca thì tính mượn của viên đội thần trong huyện. Nhưng mượn ở đó thì tiền lời cũng là năm phân mà không dễ chịu bằng mượn của đại quan nhân. Cho nên tôi định nói với Huynh là Huynh làm sao mượn dùng đại quan nhân cho chúng tôi 500 lạng nữa là 1 ngàn. Tiền lời vẫn như cũ, đúng hạn chúng tôi xin hoàn cả vốn lẫn lời, không dám sai chạy. Bá Tước ngẫm nghĩ một lát rồi bảo. Kể thì cũng được, nhưng nếu tôi lo dùm thì Huynh tính thưởng cho tôi bao nhiêu. Hoàng Tứ đáp. Để tôi nói với Lý Tam Ca là xin tặng Huynh 5 lạng. Bá Tước bảo. Được rồi, vậy thì tôi tính thế này. Hôm nay vợ tôi nói về bên ngoài nên tôi không đi được. Ngày mai Tây Môn Đại Nhân mời tôi tới uống rượu ngắm đèn. Các huynh nên mua một ít lễ vật. Tôi sẽ đem tới. Các huynh cũng đi theo. Tôi sẽ đưa lễ vật vào. Đại quan nhân thế nào cũng mời các huynh để nói chuyện. Lúc đó tôi sẽ vì các huynh mà nói cho thành. Sau đó làm hợp đồng là mượn một ngàn lạng tất cả. Tiền lời năm phân. Tôi nói thật, mượn tiền của đại quan nhân có thể nhờ được phần nào cái quyền thế của đại quan nhân hoàng tứ nói chính vì vậy mà chúng tôi phải phiền tới huynh huynh dạy như vậy quả là chí lý hai người bàn tính thêm vài chuyện nữa rồi bá tước ra về trong khi đó lý hoàng hai người lo đi mua lễ vật có cả một vò rượu kim hoa đem đến nhà bá tước bá tước sai gia nhân đem đến nhà tây môn khánh tây môn khánh đang lo tính toán lễ vật đem đi biếu các nơi thì bá tước đến bá tước bước vào sảnh đường vái chào rồi nói cảm tạ các nương nương đã có lòng đãi ngô tiện nội. Hôm qua tiện nội về tới nhà cũng trễ, nói là đại nương lưu giữ mãi mới cho về. Tây Môn Khánh nói, hôm qua tôi dự tiệc tại nhà chu đại nhân, về tới nhà cũng hơi muộn nên khách khứa đã về hết rồi, do gió không được chào dị tẩu. Hôm nay tuy nghĩ việc quan, nhưng tôi bận lo chuyện nhà nên cũng không đi đâu cả. Nói xong mời bá tước ngồi dùng trà. Bá tước vẫy tên gia nhân đứng thập thò ngoài thềm người mau đem lễ vật vào đây để dân đại quan nhân. Tây môn khánh ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì hai tên gia nhân đã bưng mấy quả đựng đầy lễ vật vào. Bá tước nói ngay. Lý Tam Ca và Hoàng Tứ Ca nói rằng gặp buổi giai tiết mà không biết lấy gì tạ ơn nên mới có chút lễ mọn này năn nỉ tôi đem tới để đại ca thưởng cho người dưới. Hai tên gia nhân đặt lễ vật lên bàn rồi sụp lại. Tây môn khánh cười. Họ nhờ đem lễ vật tới làm gì? Tôi không nhận đâu, bảo hai đứa này nó mang về đi. Bá Tước nói, đại ca không nhận tức là chối bỏ cả lòng tri ân của họ mà còn làm cho họ sợ nữa. Họ định gọi cả ca nữ tới để hát hầu đại ca nữa, nhưng tôi gạt đi, nói là tại quý phủ ở đây có cả một ban ca nữ rồi. Họ lại gọi sáu tên nhà công, đang đứng hầu đợi lệnh ở ngoài kia. Đối với họ, ơn của đại ca lớn lắm. Tây môn khánh ngẫm nghĩ một lát rồi bảo, nếu quả họ đã có lòng như vậy thì tôi cũng không thể lãnh đạm. Để tôi cho mời hai người tới uống chén rượu nhạt. Bá tước chỉ đợi có bấy nhiêu, vội quay lại dặn gia nhân của mình. Người tới ngay nhà hoàng gia nói là đại quan nhân đã thương mà chịu nhận lễ vật rồi. Đại quan nhân lại cho lệnh đòi hoàng gia và lý gia tới hầu. Xin hai vị tới cho mau, đừng chậm trễ để đại quan nhân phải phiền lòng chờ. Tây môn khánh sai đại an thâu nhận lễ vật, rồi thưởng cho tên gia nhân của bá tước hai tiền tên gia nhân lạy tạ rồi lui ra tây môn khánh lại mời bá tước vào thư phòng cạnh đại sảnh uống trà nói chuyện tây môn khánh hỏi hôm nay nhị ca có gặp tạ ca chưa hôm nay tôi vừa thức dậy thì lý tam ca và hoàng tứ ca tới nhờ đem lễ vật nên chưa rảnh để gặp tạ ca tây môn khánh quay lại bảo kỳ đồng đi mời tạ gia lại đây ngay cho ta kỳ đồng vâng lời đi ngay thư đồng đem rượu và thức ăn ra chủ khách chén thù chén tạc bá tước gợi chuyện lý hoàng hai người còn thiếu đại ca bao nhiêu tây môn khánh đáp thì như nhị ca biết đấy hôm đó trả một ngàn lạng rồi văn tự cũ bỏ đi làm văn tự mới là vay năm trăm lạng bá tước nói vậy cũng được nhưng theo tôi nghĩ thì sao đại ca không cho họ vay thêm năm trăm lạng nữa là một nghìn lạng tiền lời cũng nhiều hơn mà lại gọn gàng dễ tính toán hơn A à, thế nào? Mấy đỉnh vàng đó, đại ca thích không? Nếu không thì đưa lại cho họ, rồi thêm ít trăm lạng nữa thôi. Tây môn khánh gật gù. Nhị ca nói cũng đúng, giữ vàng trong nhà cũng chẳng làm gì, mai chỉ thêm lôi thôi. Vậy thì để tôi đưa lại cho họ bốn đỉnh vàng, trị giá một trăm năm chục lạng chứ gì, và đưa thêm ba trăm năm chục lạng nữa là năm trăm lạng, cộng với số nợ cũ cũ cả thảy là một ngàn lạng chẳng. Nói xong lại mời bá tước nâng chung, bá tước mừng thầm trong bụng, vừa uống rượu vừa tân bốc tay môn khánh. Bỗng đại an vào thưa. Có chủ bồn tứ đem rất nhiều đồ quý như bình phong, trống đồng nói là của bạch hoàng thân, muốn cầm với giá ba chục lạng, bồn tứ sai tôi vào trình xem gia gia có chịu cầm hay không. Tây môn khánh bảo. Gọi bồn tứ đem vào đây ta coi. Đại an bước ra cùng bồn tứ đem các đồ vật đó khiêng lên thềm đại sảnh. Tây môn khánh và bá tước bước ra coi thấy có một tấm bình phong khảm xà cừ và cảm đá thạch lý rộng ba thước cao năm thước một bộ chiên trống bằng đồng vàng chói điêu khắc tuyệt đẹp tây môn khánh hỏi nhị ca thấy thế nào bá tước nói không kể dàn chiên trống này thì riêng tấm bình phong cũng đáng giá năm chục lạng mà sợ mua không có đại ca nên cầm cho họ đi tây môn khánh nói không biết sau này người ta có chuột lại chăng chuột gì nổi mà chuột đã đem cầm thế đi như thế này là khó lòng mà chuột lại Phải chăng có chuột lại Thì đại ca cũng đã một vốn bốn lời Đi đâu mà thiệt Tây môn khánh nói Thôi được, cầm cho họ vậy Đoạn bảo bồn tứ Ra tiệm thuốc bảo cậu kinh tế xuất ra Ba chục lạng đem đến cho người ta Nói xong sai đại an gọi gia nhân Lâu chùi sạch sề tắm bình phong Cho khiên lên đặt tại chính diện đại sảnh Rồi ngắm ghía kỹ lưỡng Thấy quả là đồ quý trong lòng vui thích lắm. Còn dàn chiên trống thì sai cất vào kho. Tây môn khánh chợt nhớ tới đám nhạc công do lý, hoàng phái tới, bèn hỏi gia nhân. Gọi họ vào chưa? Cho họ ăn uống gì chưa? Cầm đồng thưa. Họ đang ăn uống tại nhà dưới. Tây môn khánh bảo. Cho họ ăn uống xong thì gọi họ lên đây trình diễn ta nghe. Lát sau, đám nhạc công được dẫn lên đại sảnh tấu nhạc. Tiếng nhạc réo rắc chơi vơi, Tây Môn Khánh và Bá Tước chú ý ngồi nghe. Đang nghe thì Tạ Hy Đại tới, bước lên đại sảnh vái chào. Tây Môn Khánh đáp lễ rồi bảo. Tạ ca thử coi tấm bình phong kia rồi đánh giá coi chừng bao nhiêu lạng. Hy Đại bước tới gần tấm bình phong xem xét kỹ càng trên dưới, vừa xem vừa lẩm bẩm khen tặng rồi quay lại nói. Tấm bình phong này quả là vật quý, cứ thời giá bây giờ thì 100 lạng cũng chưa chắc mua được. Bá Tước cười. Vậy mà tính luôn cả dàn chiên trống bằng đồng, điều khắc tinh xảo, tất cả chỉ có ba chục lạng mà thôi. Hy đại ngẩn người vỗ tay nói. Sao lại có chuyện lạ vậy, tấm bình phong này cũng gấp mấy lần cái bá chục lạng rồi. Bá tước cười. Còn dàn chiên trống thì ít nhất cũng bốn chục cân đồng tốt kỹ thuật rập, khuôn kiểu vua chúa, chế tạo thật công phu, nét khắc cực tinh xảo. Cho hay đại ca mình đây thật là có phúc lớn, vật quý tự nhiên tìm đến quý nhân là vậy. Ba người bàn tán một hồi. Ứng, tạ thi nhau tân bốc. Tây môn khánh mời hai người vào thư phòng uống rượu. Lát sau thì lý, hoàng hai người tới. Chào hỏi xong, Tây môn khánh bảo. Hai người việc gì phải phí tâm đem lễ vật cho tôi, chẳng lẽ tôi lại không nhận. Quan nhân dạy như vậy làm chúng tôi sợ, chúng tôi không biết lấy gì tạ ơn lớn, nên chỉ có chút lễ mọn để quan nhân thưởng cho kẻ dưới mà thôi. Cuối xin quan nhân nhận dùm cho chúng tôi được yên lòng. Nói xong khép nép ngồi xuống. Hoa! Đồng đêm thêm thức ăn lên, mọi người vui vẻ ăn uống. Lát sau Đại An lên hỏi. Thưa gia gia đình cho bày bàn dọn tiệc lớn tại dâu. Tây môn Khánh bảo. Thì cứ dọn tại Đại Sảnh. Lát sau, tiệc dọn xong xuôi, Tây môn Khánh mời đám khách trở ra Đại Sảnh nhập tiệc. Đám nhạc công tấu nhạc rộn ràng. Lại gọi Ngân Di ra rót rượu và ca hát trong khi đó các a hoàng của quế thư và ngân nhi là bảo nhi và lạp mai ngồi kiệu tới đón quế thư nghe nói bảo nhi tới thì vội vàng chạy ra chủ tớ thầm thì hồi lâu quế thư trở vào cáo tự xin về nguyệt nương bảo việc gì mà vội hôm nay chúng ta đều tới nhà ngô đại cửu đem cả các thư thư đi theo cho vui chừng nào tan tiệc thì về nhà cũng được chứ gì ra bảo kiệu nó về đi quế thư khẩn khoản nương nương không biết ở nhà con bây giờ chỉ có mình mẫu thân con thư thư con thì vắng nhà bây giờ bên ngủ di ma con mời ăn tiệc mẫu thân con cuốn lên không biết soạn lễ vật thế nào nên phải sai bảo nhi đem kiệu tới gọi con về nương nương cho con về hôm khác nương nương muốn con ở đây bao nhiêu ngày con cũng xin vâng nguyệt nương đành cho quế thư một lạng bạc lại sai ngọc tiêu soạn hai quả đựng bánh trái đem ra kiệu rồi cho quế thư về Quế thư lạy tạ Nguyệt Nương rồi tới lạy chào các tiểu nương. Sau đó được cô là Kiều Nhi dẫn tới ngoài đại sảnh. Quế thư nhờ Đại An mời Tây Môn Khánh ra. Đại An nhẹ bước vào bàn tiệc, ghé tay chủ nói nhỏ. Quế thư xin về, thỉnh gia gia ra ngoài. Thì ra con khốn suốt mấy hôm nay vẫn ở lì tại đây không chịu về. Tây Môn Khánh bảo. Thì hôm nay nó về đấy. Đội ơn gia gia và nương nương mấy hôm nay, bây giờ con xin về. Tây Môn Khánh hỏi ngày mai về không được sao? Quế thư quỳ nói. Gia cảnh neo người, mẫu thân cơn gai bảo nhi đem kiệu tới gọi, xin gia gia cho con về. Trước khi về, em có điều này muốn thưa cùng gia gia, đó là chuyện con ao à hoàng hạ hoa của cô con đây. Cô con đã đánh mắng dạy dỗ nó suốt đêm qua. Nói cho ngay, nó cũng còn nhỏ quá, chưa biết gì con cũng dạy nó một hồi. Nó nguyện là xin hối cải và xin được ở lại để hầu hạ gia gia và cô con vả lại đang trong lúc giai tiết bận rộn, cô con cũng không có người để sai bảo. Đuổi nó đi thì mệt cho cô con lắm. Nên con xin gia gia niệm tình con và cô con mà hồi tâm tha cho nó. Tục ngữ có câu, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại, xin gia gia mở lượng khoan hồng, xin phúc cho nó. Tây môn khánh mỉm cười. Nếu thư thư đã nói vậy thì ta cũng tha cho nó làm phúc. Đoạn quay sang bảo Đại An vào thưa với đại nương rằng ta dặn là để con hạ hoa ở lại, đừng gọi người bán nó nữa. Đại An thấy họa đồng đang ôm mấy quả bánh trái của Quế Thư thì bảo, để tao ôm cho, mày vào thưa với đại nương đi. Hoa, đồng trao mấy quả bánh trái cho Đại An rồi vào trong. Quế Thư lại tạ tay môn khánh rồi đứng dậy nói vọng vào. Tên họ ứng kia ơi, ta không thèm chào đâu, ta về đây. Bá tước la lên. Bắt con dâm phụ đó lại cho tôi, lôi nó vào đây bắt hát một bài đã quế thư nói được rồi chừng nào cô nương rảnh cô nương hát cho nghe còn ngựa trăm thằng mà dám ăn nói hỗn láo với ông nội vậy sao quế thư bảo cô nương không thèm nói với thằng giang tài dịch vật đâu nói xong cười khanh khách mà lên kiệu đại an để mấy cái quả lên kiệu cho quế thư kiệu từ từ đi ra tây môn khánh vào nhà trong thay áo ngoài này bá tước bảo hy đại còn dâm phụ đó lạ thật trong lúc giai tiết như thế này mà nó cứ ở lì tại đây là thế nào nó bỏ biết bao nhiêu mối ở nhà nó đó khách khứa ngồi chờ nó cả đám ngày nào cũng đông nghẹt mai chẳng thấy nó về tạ hy đại bảo nhị ca không biết đâu đoạn ghé tai bá tước thầm thì mấy câu bá tước vỗ đùi bảo tạ ca nói rất đúng đang nói thì tây môn khánh bước ra hai người im bặt Bá Tước kéo Ngân Nhi tới ngồi cạnh mình, rồi giả lả: Con gái nuôi thế này mới là ngoan chứ, có đâu như con dâm phụ quế thư. Ngân Nhi cười: Dị gia sao lại nói vậy? Dị gia nói sao thì tôi cũng chỉ biết nghe. Có điều là trăm người thì cũng có người hay người dở. Gia gia nói vậy không sợ quế thứ giận hay sao? Đừng nên bao giờ so sánh người này với người khác. Tây Môn khánh bảo Bá Tước: Dị ca chỉ được cái ăn nói bậy bạ là giỏi. Đại ca cứ mặc tôi nói chuyện với con gái nuôi của tôi đây. Đoạn quay sang Ngân Nhi. Bây giờ con gái nuôi đàn hát cho mọi người nghe đi. Ngân Nhi uyển chuyển đứng dậy ôm cây tỳ bà, tay ngọc thoăn thoát đường tơ, phím ngài chập chờn buông bắt, rồi cất giọng oanh hát khúc du dương. Trong lúc đó, tại hậu phòng, Nguyệt Nương đang trò chuyện với mọi người, trong gió có cả một vị đi cô. Thấy bọn họa đồng thập thò ngoài cửa thì bảo, đứa nào ngoài đó? đi gọi phùng lão tới đây để đem con hạ hoa đi bán cho ta. Họa đồng bước vào chấp tay nói. Gia Gia sai tôi vào thưa với đại nương là đừng bán con hạ hoa nữa Gia Gia tha cho nó rồi. Nguyệt nương bảo. Chính Gia Gia bảo ta phải bán nó, bây giờ lại cũng Gia Gia tha nó. Ta hỏi, người phải nói thật, ai đã tới xin với Gia Gia vậy? Họa đồng đáp. Hồi nãy Quế Thư về, có ra đại sảnh cáo từ Gia Gia rồi xin Gia Gia tha cho Hạ Hoa. Gia Gia sai Đại An vào thưa với Đại Nương Nhưng Đại An không chịu đi mà bảo tôi đi Nguyệt Nương nghe xong trong lòng hơi bất mãn Bèn mắng Đại An Thằng khốn đó bây giờ gớm lắm rồi Nó khinh ta không thèm vào thưa Nên mới phải sai lại mày chứ gì Được rồi, để nó vào đây xem nó ăn nói với ta thế nào Đang nói thì Ngân Nhi từ phòng khách trở vào Nguyệt Nương bảo Con Lạp Mai nó đem kiệu tới chờ Thư Thư từ nãy tới giờ Thư Thư không về sao quế thư cũng về rồi đó ngân nhi cúi mình thưa nương nương đã giữ con con đâu dám về để mang tội bất kính mày đến đây làm gì lạp mai đáp bà ở nhà sai tôi tới thăm cô nương ngân nhi hỏi nhà có chuyện gì không lạp mai đáp cũng bình thường không có gì lạ cả ngân nhi bảo nhà đã không có chuyện gì thì mày đến đây làm gì về đi đại nương đây giữ tao Tao còn phải theo đại nhân và các nương nương đi ăn tiệc tại nhà ngô đại nhân. Chừng nào xong thì ta về nhà. Nguyệt nương bảo. Để ta thưởng cho nó ít tiền. Nói xong bảo Ngọc Tiêu lấy ít tiền cho Lạp Mai. Lạp Mai cúi lạy tạ ơn. Ngân Nhi hỏi. Đại nương cho mày tiền đó. Về đi, thưa với bà rằng không phải cho Kiệu tới đón tao nữa. Chiều tối thì tao về. À, mà Ngô Huệ đâu? Sao không thấy tới đây? Lạp Mai đáp. Ngô cửu đầu mắt, không đi đâu được. Nguyệt nương sai Ngọc Tiêu dẫn Lạp Mai xuống nhà dưới cho ăn uống. Lại sai Tiểu Ngọc lấy một cái quả lớn, xếp các thứ bánh trái nguyên tiêu để Lạp Mai đem về cho mẹ Ngân Di. Ngân Di lại sai Lạp Mai tới lấy xiêm y đã thay ra, để ở phòng Bình Di, đem về giặt. Bình Di sai Ngân Xuân bỏ một lạng bạc vào đám xiêm y, rồi gói lại đưa cho Lạp Mai. Lại tặng Ngân Di một cái áo lụa bạch ngọc theo kim tuyến. Lạp Mai mang đến Ngân Nhi vội tạ ơn Bình Nhi. Cảm tạ nương nương, quả là con chưa có một cái áo bạch ngọc nào cả, được nương nương cho thật quý. Nhưng cái áo này mới tin, chắc là nương nương may riêng cho con. Con không thích, con muốn xin một cái áo bạch ngọc nào nương nương đang mặc cơ. Bình Nhi bảo, áo của tôi rộng lắm, thư thư làm sao mặc được. Ngân Nhi nói, nhưng là áo của nương nương mới quý bình di đành sai ngân xuân đem chìa khóa mở tủ áo tìm một cái áo lụa bạch ngọc để cho ngân di ngân xuân cầm áo ra bình di đưa cho ngân di mà bảo thư thư cầm áo này về nói với lão bà theo thế mà may cho thư thư vài cái nữa à mà thư thư thích áo hoa hay áo trơn ngân di đáp mặc áo trơn như nương nương nhã hơn con thích áo trơn đoạn quay sang bảo ngân xuân đa tạ thư thư để hôm nào tôi sẽ tới hát tạ ơn thư thư Bình Nhi lại sai Ngân Xuân lên lầu lấy xuống một sắp lụa bạch ngọc trơn mà cho Ngân Nhi. Ngân Nhi vội sụp lạy tạ ơn, lấy bốn lạy xong lại đứng dậy vái Ngân Xuân bốn vái. Bình Nhi bảo, thứ này thư thư nên bay xiêm y dự tiệc, nhã lắm. Ngân Nhi lại lạy tạ, lạp mai vào lạy chào xin về. Bình Nhi lại bảo Ngân Nhi, tôi tặng thư thư, nhớ đừng nói lại với Quế Thư, chỉ thêm phiền mà thôi. À, mà sao mấy hôm nay tôi thấy Quế Thư có vẻ như nóng lòng sốt ruột chuyện gì ấy. gian hát cũng không chú tâm đàn hát nữa. Chỉ đòi về không hiểu ở nhà có chuyện gì mà gấp vậy. Lúc A Hoàng đem kiệu tới đón thì tất tả về ngày. Chẳng kịp ăn uống gì cả. Ngừng gì thưa. Lục nương nương dặn con xin nhớ. Còn Quế Thư thì chẳng hiểu bận chuyện gì mà gấp quá. Nhưng dù sao nó cùng còn nhỏ tuổi. Xin nương nương dừng chấp làm gì. Nó có hiểu biết gì đâu. Đang nói chuyện thì có gia nhân của Ngô Đại Cửu Mẫu tới thưa. Nương nương chúng tôi sai mời nhị cô nương và các cô nương thế nào cũng tới. Lại xin mời cả Tuyết Nga cô nương và Quế Thư. Ngân Thư nữa. Bình Di bảo. Người về thưa với Ngô Nương Nương rằng chúng ta đang sửa soạn sắp đi đây. Hôm nay nhị nương ở đây không khỏe nên không đi được chắc là ở coi nhà. Cậu kính tế bận việc vắng nhà nên Đại Thư cũng phải ở nhà. Quế Thư thì về nhà rồi, thành ra chỉ có mấy người chúng ta đi mà thôi. Thế nào chúng ta cũng tới mà, nương nương ngươi việc gì phải sai người tới nhắc. Hôm nay nương nương ngươi cho gọi ai tới hát vậy? Gia nhân họ ngô đáp. Có Úc Đại Thư và mấy người nữa. Nói xong cáo từ mà về. Sau đó Nguyệt Nương và đám tiểu thiếp chuẩn bị lên kiệu. Bình di dặn nhũ mẫu sang sóc tố quan. Nguyệt Nương, Ngọc Lâu, Kim Liên, Bình di Đại Thư và Ngân di sáu người lên sáu cái kiệu ba gia nhân là đại an lai an và kỳ đồng đi theo cùng với bốn tên lính hầu đoạt chờ đã bạn biết tin gì chưa khuyến mại lớn mùa covid chuyển đổi vô tư không lo ký tự bạn muốn chuyển văn bản sang giọng nói tự nhiên như người thật lồng tiếng cho tin bài nhanh chóng tạo giọng thuyết minh video thần tốc sáng tạo nội dung podcast sách nói theo cách khác biệt Tặng miễn phí 50.000 ký tự khi đăng ký tài khoản. Trải nghiệm đầy đủ các giọng độc nam, nữ, ba miền Bắc Trung Nam. Tính từ dịch vụ chuyển văn bản sang giọng nói hàng đầu tết mát. Hãy để mỗi ngày làm việc đều trở nên thú vị và đạt năng suất cao.